chào các bạn, đây là series Chơi cờ với nắng. Lúc đây hay đấy. Dạo gần đây thì anh em chơi cờ gào thét rất là nhiều. Bởi vì là cứ vào game là gặp thằng Draven nhảy xuống đột kích hàng sau rất là gây áp chế. Nhưng mà các bạn biết cách nhanh nhất để khắc phục tình trạng này là gì không? Đấy là mình chơi được luôn. Và tất nhiên rồi, video hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn giáo án Draven Hacker dễ chơi dễ trúng thưởng, tỷ lệ vào top còn cao hơn tỷ lệ bạn có bồ. Khởi đầu với một cây cung, game tiếp tục cho mình một cây cung nữa và một cái nịt. Wow, một vi và hai vi tự ra. Nice. Mình biết các bạn đang nghĩ đến cái gì. Những con nghiện đào hầm nhìn như này thì khoái lắm, mình biết mà. Bởi vì mình cũng thế. Chọn lõi ở 2.2 thì mình lấy bổ sung quân lực để hy vọng là sẽ có ba đạo trích sớm. Nhưng mà Rito Sinner, thử thôi chứ mình biết thừa là may mắn cháo ở dành cho mình mà. Giờ thì mình bán những con tướng không cần thiết đi và giữ lại đội hình Draven vệ quân để đép máu. Cũng có đủ 20 vàng để eco khá là sớm rồi. Sau đấy thì mỗi round mình đép được đúng một chest. Đây, 2.2 thì em một gậy như ý này. 2.3 cũng lên 4 thêm vệ quân đấy, nhưng mà có luôn cái chỗ thua 3 và còn 82 máu trước bảng đi chợ rồi. Tại vì là ở nhà có hai cái cung rồi nên là đi chợ Sivir cầm gậy và găng được chọn. Mình chọn thế tại vì là mình nghĩ có thể chơi Draven hoặc là chơi Cheat the Fest gì đấy. Các cụ bảo rồi, thỏ khôn, thỏ đào, hai hang, nắng khôn, nắng lấy, gậy găng, nắng trời. Về nhà lên Wukong 2 và ghép vòng đao cho Draven thì mình vẫn giữ được cái lưu trích 5 với 76 máu trước vòng đánh quái. Tiền có, máu còn, tương lai sáng láng rồi đấy. Giờ xem là đập đá nó ra cái gì thôi. Được có vài tướng, mình giữ lại lập lăng, với cả thêm đúng một cái giáp này. Đồ đạc ít ỏi quá, tôi thì mình lắp giáp lửa cho sen để sưởi ấm cái lobby lạnh lẽo hơn cả lòng người này. Lại là những sự lựa chọn. Lần này là lõi tướng 3-4 tiền tận đây, nhưng mà với cái form mình đang có thì roll kiếm TF có vẻ hơi nơ hốt. Nên tôi an toàn thì mình chọn sen ma trận đại quy, chốt nhanh bài Draven. Áp 6 roll nhẹ để đội hình cứng cứng đép máu. Vì nãy đánh quái mình cũng được kha khá nên là giờ tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tới 3.3 thì mình đã có form 3 thần giáp, 3 tin tặc và 2 vệ quân. Nhưng mà Draven nhất quyết là không lên 2. Okay. Đi chợ thì mình lấy Belvet mặc váy. Và về nhà thì Sen cũng lên 2. Roll lợi tức thì Draven vẫn bền bỉ 1 sao. Chết dở, tâm tư dành cho gã đồ tệ no sớt mà hắn cứ thế này đi chết tôi rồi. Ba chấm sáu khá là muộn nhưng mà có còn hơn không. Draven lên 2 sau khi mà mình roll in ít. Bài vở cũng cứng rồi đấy, mình còn 56 máu mang đi đánh sói. Đánh sói rút ra 5 cục nhưng mà cái gì này, thêm hai cái cung nữa. Thôi xong niệm rồi, game cho cung nhưng mà mình có cầu đâu rồi ơi. Thôi thì tầm này mình chơi bằng kỹ năng chứ may mắn thì ở bên người khác rồi đấy. Từ 4.2 chọn lõi thì mình xin cái thăng hoa và trở về xả tiền nâng cấp đội hình. Tề Thiên Đại Thánh lên 3 đầu tiên. Tiếp tục roll sâu tới mức còn 20 vàng thì mình cũng chỉ dừng lại ở 8 sen, 8 pai và 7 Draven. Cứ tưởng là sẽ có win trick 5 trước vòng đi chợ nhưng mà không. 4.3 mình gặp ngay nhà chơi Vigo này. Dù Draven đã bay xuống ném oảng Cinderella nhưng mà trong lúc đấy thì Viego cùng đồng bọn đã dọn dẹp gần hết hàng sau của mình rồi. Máy dập quay lại tấn công liên tiếp vào Draven. Draven trả đam khá là nhiều và ngưu binh cũng không thể giúp Draven sống sót. Lúc này thì đối phương chỉ có là Echo thôi, nhưng mà Echo 2 cầm giáp máu giáp lửa cực kỳ trâu. Và tất nhiên là nó chỉ cần lướt qua tạo giáp ảo là có thể kết liễu con Draven đang hấp hối của mình rồi. Và thế là ngọn lửa Witchic vừa mới bùng lên đã bị dập tắt. Đi chợ mình nhặt cái đai máu về để tối u cung và chờ kiếm ở hiểm họa son. Chợ về thì mình roll xíu, mình có luôn pai 3. Tự hên nên là roll tiếp xuống 20 tiền nhưng mà chả ra cái gì. Sau đó thì mình có một chuỗi caro đến tận 4.7. Game mà tính tiền cho caro thì chắc mình sẽ là người giàu nhất đấy. Gặp son đây rồi, quánh một hồi thì son cho mình một cái găng và một hòm đồ. Mở hòm ra lấy kiếm là tất nhiên. Và thế là mình hoàn thành trang bị cuối cùng cho Draven. Mấy đồ lẻ thì mình cho nốt pai 3. Rồi, roll tới luôn, roll liên tục. Và đây rồi, chú Draven thứ 9 ẩn náu nãy giờ đã chịu xuất hiện ở 5.1. Tốn bao nhiêu tiền của người ta. À, áp 7 luôn nhưng mà chỉ kịp thêm Sona vào sân.
mình gặp ngay nhà Nico xanh lá dễ thương. Vì team bạn đang phép nên là hàng vệ quân nhà mình không đủ dày để chịu đựng. Chứ chứ phát là bốc hơi hết rồi. Chỉ còn lại lẻ loi Draven trên sân thôi. Nhưng mà Draven cân 5 không phải là điều gì quá khó khăn. Lốc xoáy tử vong cái liễu đi Nico. Team bạn hết đam và Draven nhẹ nhàng ném chết đi những con tướng còn lại. Qua địch dập lửa top 1. 5.2 mình roll nốt số vàng còn lại và thế là mình có sen 3. Thêm Cao Mỹ Lệ vào sân để kích admin, lấy thêm 25% sức mạnh công kích đầu do tranh cho team. Turn này mình gặp nhà đạo trích nổ hũ với 4 đồ ánh sáng. Thế nhưng mà làm sao sáng bằng ánh nắng này, gã đao phủ được hết Kareem đưa ra sau để làm gọi carry của đối thủ. Và chiến thắng quá dễ dàng với mình. Draven ngạo nghễ bảo, tiếp ạ. Quả là nội ám ảnh của lobby mang tên Draven cưỡi ngựa vẫn tàn sát từng nhà giúp mình thắp lên ngọn lửa Winchick. Đây này cháy rực rỡ tới tận cái khi gặp Morgana luôn. Morgana cho mình dương đồ, mình chọn lấy máy chiếu. Late game thì đây là món ngon nhất rồi. Đúng. 6.1 mình lên 8, gặp ngay nhà Infinity Team với SG Ultimate và thần bài carry. Trông thì cũng kinh đấy, nhưng mà nhìn Draven của mình bay ra sau kìa. Nó focus vị trí của Ezreal, ném đao tiễn vong ngay lập tức. Giờ thì đến TF, cũng vài đao là ngã xuống luôn. Mất hai tướng chủ lực rồi thì biệt đội vô cực của người anh em giờ chỉ còn là vô dụng mà thôi. Xin phép tiễn người anh em lên bảng đi tốt. Giờ chỉ còn hai nhà là 8 vệ binh tung tóe và máy dập ngoại đạo thôi. Cuộc chơi ngày càng khó khăn hơn rồi ấy. 6.2 thêm Uwat vào team, nhưng mà bởi vì mình gặp Viego ngoại đạo với ba đồ cực chiến. Kéo thêm con Fiddlestick 2 sao vào sân thì thực sự là Draven cùng đồng bọn phải bảo là chúng tôi đã cố hết sức, mất mẹ chuỗi 6 luôn, cay ấy à. Nhà vệ binh còn lại thì mình gặp ở 6.3, nhưng mà tuổi gì nhà này hạ gục nổi gã đao phủ của mình. Vòng đi chợ cuối cùng thì mình lấy thêm con cua thôi, chứ tầm này cũng không tha thiết món đồ gì quá. 6.6 đối đầu với kẻ thù truyền kiếp, mình xếp máy chiếu thẳng team nhà bạn và để Draven bay xuống một góc trống. Quá đẹp, Viego di chuyển ra solo 1-1 với Draven mà không biết tự lượng sức mình. Dưới những lưỡi đao của Draven thì Hắc Diệt Đế Vương hồi máu không nổi, rất cố gắng thì vẫn bị hạ gục. Lúc này thì Fiddlestick mới tỉnh dậy nhưng mà đã quá muộn rồi, không còn một ai bên cạnh nữa. Và sau khi nhận 3 đao từ Draven thì Fiddle cũng ngõm, giúp team bạn dừng chân lại ở top 3. Sau khi đánh quái thì mình có một hòm đồ, áp chính nó roll nhẹ lên Uwat 2. Hòm đồ bán đi thì mình lấy blue cho nó nốt, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng rồi. Bắt đầu combat bằng việc áo choàng tĩnh lặng của mình chiếu thẳng Ezreal team bạn. Draven lao xuống hàng sau và bắt đầu ném gục từng đối thủ một. Nico là mục tiêu đầu tiên. Cùng lúc đó thì sóng thần cực đẹp từ Uwat làm cả team bạn lao đao. Nico nằm xuống rồi, ngay lập tức thì gã đao phủ chuyển mục tiêu sang Ezreal tối thượng và chẳng khó khăn gì để kết liễu hắn. Phía đằng này Sen vẫn rất trâu khi mà hứng chịu toàn bộ sát thương từ đội bạn và sau đó thì cũng hy sinh bởi thái dương hạ san của Leona. Nhưng mà mình còn Draven phun máu, bạn chỉ còn dăm ba con tướng mang tính chất kích hệ thôi. Thì dù xin Draven gắng gượng kéo thêm Nunu vào cũng không thay đổi được cục diện. Những lưỡi dìu vẫn liên tục được ném ra, hạ gục từng con tướng còn lại trong sự vô vọng của Lee Sin lóc cước tí nị. Top 1 luôn dành cho người xứng đáng, cụ thể là mình. Các bạn có thể thử đội hình này để gây ức chế cho lobby và nhớ là cho mình xin một like nhé.